Chào mừng các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Chúng tôi đang đứng đây là tại vị trí thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cái vị trí mảnh đất muốn giới thiệu với các bạn chính là lô góc này. Lô góc nhà vườn đối diện với Ủy ban Nhân dân xã Ninh Thắng là bên tay trái tôi đây các bạn này. Đối diện, các bạn nhìn thẳng cổng kia chính là Ủy ban Nhân dân xã Ninh Thắng. Từ vị trí cái khu vực những cái căn hộ biệt thự liền kề của cổng Tam Cốc Bích Động, các bạn đang nhìn đối diện phía tay tôi chỉ đây, là đến cái mảnh đất này khoảng 1 km, tức là nó ngay gần với cái đường tránh Ninh Bình đi Tam Điệp. Và các bạn đi vào tới Ủy ban Nhân dân xã Ninh Thắng thì các bạn rẽ luôn tay trái vào trong cái mảnh đất này, là nó rơi vào tầm dãy, nói chung là khoảng 300 mét thôi, tức là khuông thứ ba. Và cái mảnh đất tôi đang muốn giới thiệu với các bạn chính là cái mảnh này. Diện tích trên sổ đỏ là 342,5 m², là 100% thổ cư các bạn. 100% thổ cư là 342,5 m². Và cái phía hướng của cái mảnh đất này hướng đông, hướng đông nhìn ra phía cái hồ sen này các bạn này. Đây, trước mắt đây là bà con đang trồng cấy, và bên tay trái tôi chính là cái hồ sen. Hồ sen thì bây giờ là sen nó cũng đã chắc là cuối mùa rồi. Thì cái mặt tiền của cái phía hướng đông là rơi vào 18 m. 18 m. Và cái đường trước mặt tôi đang đứng, bà con đang phơi thóc này này, là đường trước mặt là 9,5. Và đương nhiên là có cái phần vỉa hè, các bạn nhìn đấy, khu vực này chính là vỉa hè này. Đây là đều quy hoạch là phân lô đất nhà vườn. Còn cái phía bên hướng nam, đất mảnh đất này là quay về hướng đông nam. Hướng đông thì là 18 m, và hướng nam là 19,5. Đây cạnh này. Đấy, đất khá là vuông các bạn này. Cái phía hướng nam này là các bạn nhìn thấy là đằng sau tôi chính là một cái homestay. Đấy, ghi là The Little Village, tức là một cái homestay của bà con xã Ninh Thắng ở đây để phục vụ cho khách du lịch. Thì kính thưa các bạn là cái đất Ninh Thắng này, từ Ủy ban xã Ninh Thắng này đi vào với cái bến thuyền Tam Cốc Tràng An, cũng là cái khu du lịch mà khá được ưa thích của bà con khắp nơi, từ trong và ngoài nước đều về đây. Đây là một cái lô góc rất là đẹp, bởi vì là các bạn nếu như mà, có lẽ là tôi thấy được quá đẹp, bởi vì là nếu các bạn đi từ cái đường thẳng Ủy ban xã Ninh Thắng, các bạn chạy thẳng vào đây là nó nằm ngay góc này. Cái vị trí này khá là đẹp, rất là tuyệt vời để cho các bạn về đây xây dựng nhà nghỉ, xây dựng homestay, hay là làm các nhà hàng để phục vụ cho khách du lịch đến với Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, cũng như là đến với Thung Nham. Và Ninh Bình là cũng là một trong những tỉnh mà đang được phát triển du lịch, là đặt lên hàng đầu phát triển du lịch, và cũng xây dựng là Ninh Bình là trong một trong những cái thành phố du lịch. Cho nên là tôi hy vọng là các bạn sẽ nhanh tay nhanh chân, các bạn sẽ nhanh tay về đây để sở hữu cho mình một bất động sản khá là đắc địa. Và với cái mảnh đầu ve lô góc hai mặt tiền như thế này thì giá chúng tôi đang chào bán với cái diện tích là 342,5 m² này, chúng tôi đang chào bán với mức giá là 7 tỷ 800 triệu đồng, và có thương lượng cho cô bác anh chị nào quan tâm. Để tôi chia ra xem là cái đơn giá mét vuông nó vào bao nhiêu. 7 tỷ 800 chia cho 342,5 thì nó rơi vào tầm xấp xỉ 22.800.000 đồng một mét vuông. Đấy, và với cái giá đất ở đây thì các bạn biết là Ninh Bình có những khu vực mà đã lên tới mức giá từ 30-50, và có những nơi từ 60 triệu một mét vuông. Tức là giá đất ở Ninh Bình có những khu vực là khu du lịch thì có nhiều nơi mà giá đất lên tới 50-60 triệu một mét vuông. Thì với cái giá đất mà 22 triệu, sấp xỉ 22 triệu 800 nghìn đồng một mét vuông như này thì cũng rất là phù hợp để cho quý cô bác anh chị về đây đầu tư, và đương nhiên là chắc chắn là sẽ có lời trong một thời gian ngắn hạn chứ không phải là quá dài hạn.
Bởi vì cái mảnh đất này cách đây 6-7 năm thì nó cũng khá là rẻ, nhưng đến thời điểm này thì nó đã tăng lên gấp 10 lần, tăng lên gấp 10 lần. Là một tỉnh phát triển về du lịch thì giá đất có lẽ là sẽ không bao giờ quay trở lại cái thời điểm ban đầu nữa. Và tôi nói luôn là có một cái mà các bạn lưu ý rằng là có một thứ mà không bao giờ có thể quay trở lại, đấy chính là giá của bất động sản các chị nhé. Giá của bất động sản không bao giờ có thể quay trở lại đấy, cho nên là hiện tại với cái mảnh đất này chúng tôi cũng đang cần cần tiền để đầu tư cho cái công việc khác, cho nên là cũng đưa ra cái giá nó rất là phù hợp. Trước đây thì là chúng tôi là đưa ra cái giá nó cao hơn, nếu mà tính ra là nó rơi vào tầm khoảng 8 tỷ, hơn 8 tỷ, tầm rơi vào tầm 8 tỷ rưỡi. Thì hôm nay là chúng tôi là quyết định là làm video này giới thiệu đến cô bác anh chị, và có tôi là Long Việt và anh Tuân Sport đây đang quay phim, thì chúng tôi thống nhất quyết định là sẽ điều chỉnh giảm giá xuống cho cô bác anh chị với cái giá là 7 tỷ 800 triệu cho 342,5 mét vuông, là 100% thổ cư tại vị trí thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vị trí ở xã Ninh Thắng này thì chúng tôi giới thiệu luôn là phía đông của xã Ninh Thắng là giáp với thành phố Ninh Bình, phía nam giáp xã Ninh Vân, phía tây giáp xã Ninh Hải và phía bắc thì giáp xã Ninh Xuân và thành phố Ninh Bình. Về với xã Ninh Thắng này thì tiếp giáp với Ninh Thắng chính là cái khu du lịch Tam Cốc Bích Động. Nó là một trong những khu du lịch trọng điểm quốc gia với nhiều những cái điểm du lịch danh thắng như là Tam Cốc này, Xuyên Thủy Động, Động Tiên, rồi Thung Nắng, Thung Nham, vườn chim, rồi các đền chùa như là chùa Bích Động, đền Thái Vi, rồi là Cố Viên Lầu, Tràng An với các hang động, rồi thung nước, núi non, rồi rừng sinh thái và các di tích đền phủ từ thời Đinh Lê thuộc quần thể di sản thế giới Tràng An. Cho nên là về cái đầu tư ở cái mảnh đất này, các bạn sẽ tận dụng được cái khai thác về du lịch. Cho nên là để mà đầu tư cái mảnh đất này thì cũng chính là cái việc mà các bạn đã đoán đầu được cái xu thế của phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình. Cho nên là rất mong cô bác anh chị hãy nắm bắt, nhanh tay nắm bắt với cái tiềm năng du lịch, tiềm năng của cái khu Tràng An, Tam Cốc, Bích Động như này, để cùng với bà con ở đây để phát triển ngành nghề du lịch cho tỉnh nhà. Hiện tại trên đất thì các bạn có thể nhìn thấy là cái thế đất rất là bằng phẳng, rất là bằng phẳng các bạn nhé, rất là bằng phẳng. Và đối diện kia chính là cái khu cánh đồng và cái khu rừng sen thì nó rất là thoáng mát. Các bạn đứng, chúng tôi đứng đây là đang gió rất là gió lồng lộng. Đấy, trong cái thời điểm này mặc dù là ánh nắng rất là nắng, nhưng mà cái cảm giác là rất là mát mẻ và dễ chịu. Bởi vì là xung quanh là toàn bộ cánh đồng nó bao la bát ngát như thế này. Các bạn nhìn thấy là khi mà có xây nhà nghỉ, xây khách sạn hay là các nhà hàng thì có lẽ là cũng rất là nơi lý tưởng để cho du khách, phục vụ cho du khách. Đây các bạn nhìn đây, đằng trước mặt đây là toàn bộ là khu vực trồng lúa đây, trồng lúa, trồng sen để cho bà con khu vực trong vùng để phát triển kinh tế. Cho nên là cái khu vực đằng trước này thì chưa có phân lô bán nền, mà có lẽ là cũng sẽ dành để cho nông nghiệp thôi. Đấy, cho nên là cái vị trí này nó khá là thoáng. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn cái mảnh đất lô góc hai mặt tiền ở thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, và với cái diện tích là 342,5 mét vuông, giá chúng tôi chốt lại là chào bán với mức giá là 7 tỷ 800 triệu, có thương lượng cho cô bác anh chị quan tâm. Và rất mong được cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi, và có nhu cầu về cái mảnh bất động sản này, hoặc là quý khách có nhu cầu về ký gửi bất động sản để giới thiệu đến bà con cô bác gần xa thông qua kênh YouTube, thông qua Facebook hay fanpage của anh em chúng tôi Long Việt, số điện thoại là 0859287777, và số anh Tuân Sport đang quay clip đây là 0964320888. Để ủng hộ chúng tôi thì rất mong quý cô bác anh chị hãy cho chúng tôi một like, một sub, một đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác và anh chị thật là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo về bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại.